Sau anh Nhật xin chào các bác. Trong clip này em giới thiệu các bác tiếp một cái chiếc máy rửa bát Panasonic TR6 bên em vừa dọn dẹp xong trong cái lô hàng mới vừa về các bác nhé. Một con máy còn khá đẹp này, có nguyên bản mã số 2. Lưng tôn cứ thấy nguyên hết. Nhiều bác cứ mua máy rửa bát thì các bác cứ bảo lưng tôn này không muốn nó xước, thì nói thật với các bác là cái lưng tôn này thì con nào nó cũng phải xước thôi. Vì nó vận chuyển qua container, nó là tôn mà, nó sẽ có móc và có xước. Đấy, nếu mà không muốn xước chỉ có sơn lại hết thôi, chứ còn bảo là không xước thì không con nào là không xước đâu các bác nhá. Đây ví dụ được như những cái con này này, như những con này thì nó là xếp vào dạng cũng là xuất sắc rồi đấy, xuất sắc các bác nhá. Chứ còn không thì nó xước nó móc rất là nhiều. Đây, sản xuất 2013 các bác nhá. Đây, 2013 0965 TR6. Hàng bãi thì mình mua chủ yếu là mình lấy cái chất bãi nó tương đối, chất của nó thôi. Chứ còn bảo nó tuyệt đối hẳn thì lại là mông má tút tít hết rồi. TR6 con này. Đây. Hàng bãi thì cái chất của nó quan trọng là cái chất máy nó được. Thế còn bảo long lanh như mới thì bắt buộc là phải qua mông má tút tít hết. Chiếc máy khá đẹp không nhé. TR6. Cái chiếc này thì bên em bán 3.800.000 bảo hành 1 năm. Đây, bao giá rẻ cho các bác nhé. 3.800.000 bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Thì các bác nào có nhu cầu các bác alo cho em nhé. Chào các bác.